Thưa sư có những điều còn chưa được rõ làm sao để thấy sự sinh diệt trong đời sống hàng ngày ví dụ trong một nhịp thở thở vào thở ra đâu là sinh đâu là diệt? trả lời câu này trước thì... à, thưa với quý vị đó mình có hai cách hiểu một là hiểu theo cái tàng kinh hai là hiểu theo cái tạng a tỳ đàm mà hiểu theo tạng kinh á thì đối với cái người hỏi này nè nó tương đối nó gần gũi hơn tại vì, tại vì a tỳ đàm nó phân tích tới từng cái sự sanh diệt của danh sắc lực nó đòi hỏi phải chuyên sâu mà nếu như quý vị muốn thì làm ơn coi qua tham khảo cái lớp a tỳ đàm vỡ lòng à, sư um, đã có danh sách phát sư đã dạy mười mấy buổi đó học xong cái đó đi ha à. rồi còn cái sự sanh diệt á, mà theo trong kinh tạng á, thì nó nó tương đối nó dễ nhìn thấy ví dụ như trong hơi thở thì thở vào là sinh thở ra là diệt ừ. rồi đối với một con người đó thì đi ra khỏi bào thai là sinh mà chấm dứt tức là cái sự chết á, là diệt rồi nếu mà nói về tâm á thì cái thức tái sanh nó là sinh mà cái tâm tử á, nó là gì còn nói về ở thế gian á thể mà khi mà mình có cái gì đó nó là sinh mà khi mình mất cái đó nó là gì đơn giản như vậy thôi trả uhm? lời cái câu hỏi <laughs> lại mắc cười cái câu hỏi này nay nhiều câu hỏi nó, nó vui nó thú vị là làm sao không cái người hỏi cái câu này đó là muốn hỏi một câu hỏi cho nó ngon lành là muốn 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 hỏi câu hỏi cho nó 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 sao cho nó nghĩ nghĩ câu câu hỏi làm sao cho nó gọi là nó nó nó, nó, nó ngon ngon nó khá khá giống như mình nấu ăn mà mình không biết nấu ăn mình cũng gán mình ngồi chị à, cho nó chuyên nghiệp đó đừng đừng giống như mấy câu hỏi mình trước nhưng mà do cố tình như vậy cho nên nha cuối cùng câu hỏi là dở nói việc quý vị ở đây á cứ bí thêm quý vị khi mình hỏi một cái dấu hỏi mình đừng có cố gắng mình làm cho câu hỏi nó ngon nếu như bây giờ mà cố gắng làm cho tô mì nó ngon thì nó cũng ngon tới một mức nào thôi chứ không phải nó ngon được như bầu ngư nữa nó ngon tới mấy mức nhất định vậy thôi ví dụ như cái người có của... hạn chế khả năng của mình tức là cái khả năng của tôi kêu tôi đem gói mì để tôi làm cho ngon hơn thì chắc có để tôi bỏ thịt bò vô thôi chứ bây giờ mà phải xào lên không biết xào Đó. cái khả năng khi mà mình đem một cái câu hỏi cho nên mình cứ hỏi một mạc mình hỏi rồi à, mình nghĩ gì mình nói đấy đừng có cố mà cậy ra à, hay làm lật sách kiếm 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 từ để gắn vô cho nó thành một cái câu hỏi thì nó nó trở thành cái dở đi mình cứ hỏi thắc mắc sao vậy Hồi xưa đi tu thiền ở bên siêu minh ông ngài điện sư chê tế giá nói quý vị trình pháp gì trình ngân sách không dễ sao nãy giờ trình pháp mấy ngày nay không có ai trình là tôi ơi tôi tôi trình thiền bị buồn ngủ con ngành phóng vật quá không ai nói toàn là nói cái tốt không mình tình bài cái gì về cái nội tâm của mình ờ thực sự cái này con chưa hiểu hết đừng có cố làm ra vẽ cái câu hỏi nó ngon nhưng mà cái tô mì mà làm cũng cố làm cho nó ngon cuối cuộc đem lên chiên xào nó khét ghẹt luôn cái câu hỏi nó là dở đi đó cái đầu tiên rồi cái thứ hai là làm thế nào để thấy sanh diệt đồng đời sống hàng ngày thì kính thưa quý vị quý vị muốn thấy sanh diệt sống hàng ngày á có hai Thứ nhất là vì đọc sách để quý vị thấy Đức Phật nói sanh diệt trong ngày là cái gì Thì cái này tôi cũng không nói đâu Tại tôi cũng không biết <laughs> Cái thứ hai Là vì vị tu thiền Vipassana Để quý vị thấy chứng được cái tệ thứ tư Ít nhất là tệ thứ tư Trong 16 tầng tệ minh sát là Đó là tệ sanh diệt Cái này vẫn thưa hai chua <laughs> Nó chua lè Thì để thấy được tầng tệ sanh diệt á Thử sanh diệt này á mình phải trứng cái tầng thể thứ tư trong tầng thể minh sát thôi chứ không có cách nào khác hết trơn á đừng có đi đường vòng không có đâu không có đi đường vòng được đâu thì tại sao tại sư nói là cái câu hỏi nó cố tình nó làm cho ngon là như vậy thật ra là nếu một người trình độ chúng ta có như vậy về phật pháp đừng có nói giỏi biết sơ sơ thôi người ta biết 16 lần tại bên sát người ta sẽ không hỏi câu hỏi cái câu trong cái phần số 1 của câu này là làm sao để thấy sinh diệt được tại vì nó khó muốn chết làm sao đời này có thể ngờ thấy được sinh diệt không thể nào tại vì mình tu không có nổi vô theo đúng bài bản để mình chứng được cái sơ cái tầng thiền thứ nhất nữa đừng nói tầng thiền thứ tư tức là nó quải chè đậu nhìn tới cái pháp tu nhìn thấy tới pháp môn tu là nó quá trời đậu